Mà thôi em thích nhỉ. Có nghĩa là ngủ dậy là hung em trước đi làm gì làm. Trời sao giống mình. Em nghĩ câu C á. Câu C. Thì mỗi lần nhắc đến là cãi nhau. Nên nếu mà sáng mà nói vợ thôi giờ đi tập thể dục với anh đi. Dạ. Rồi hai đứa có chuyện liền. Tại vì hôm vợ khi chưa đánh răng thì em là một người thật sự là sáng dậy là em đánh răng liền à. Đánh răng xong em mới hôn. Chẳng thôi này. Chỉ có cái C là đúng nhất. Đúng là rồi. Vừa cũng gặp cái tình cảnh đó nên thấy cái câu hỏi này là em sẽ chọn đáp án C liền. Dạ, theo em nghĩ là câu C là bắt vợ tập thể dục. Chúng ta xem đáp án. Câu A thì không đúng. Tại vì vợ của mình thì cứ mỗi lần mà sáng ngủ dậy là phải bắt hôn một cái để chúc ngày mới vui vẻ. Cho nên thì không đánh răng thì không sao, vẫn thích hơn. Câu A thì không phải. Vào nhà vệ sinh quá lâu, có lẽ là câu này. Ví dụ mà vào nhà vệ sinh là không phải vào lâu, nhưng mà có cái là nên nhiều lúc mình quên xả nước á, là cứ bị chửi hoài à. Bị chửi hoài cứ anh đi vệ sinh mà anh không dội nước này kia. Chắc có lẽ là nếu mà ở đây chọn thì chọn câu B. Câu B là câu cuối cùng. Thôi à, mình là chặt một cái ha. Dạ mình sai cái không sao. Mình còn tiếp tục nữa. Khi giận lên, vợ sẽ giống con gì? A là con mèo, B là con vẹt, C là khủng long, D là con rắn. Trời ơi, sao giận lên giống con những gì vậy? Theo em là giống con gì? Trời, lúc mà em bình thường thì rất là hiền. Nhưng mà em nóng lên rồi á thì thôi. Nói thật luôn á, nhìn giống như sư tử luôn á. Mà ở nhà thì ổng hay gọi em là trời ơi, nhìn em hiền vậy mà sao em nóng lên, nhìn em giống máu chó. Có nghĩa là dữ dằn quá. Dạ, nhưng mà thật sự ra bình thường là rất là hiền. Dạ. Thì thôi em chọn câu C đi. Cũng lắm. Cái con mèo là cái con mít ướt, mè nheo, nhõng nhẽo. Không có. Tính của vợ mình là không phải là con mèo này. Còn con vẹt. Con vẹt là thường thường là con nói nhiều. Con càm ràm, đúng không? Con càm ràm với con lên là mới ngồi với tụng á. Là tụng á. Hôm nay biết Chiến sẽ là những cặp vợ chồng cùng nấu nướng. À không, chỉ có ông chồng nấu thôi. Ông chồng sẽ chiến đấu với cái bếp để xem có món ăn nào đó để dành tặng vợ hay không. Và như cái câu chuyện xem họ có hiểu ý nhau không quý vị. Cặp đôi vợ chồng đầu tiên xin mời. Dạ xin chào tất cả quý vị. Em tên là Minh Đăng. Là rất là vui khi ngày hôm nay được tham gia chương trình Bếp Chiến. Dạ con em là Hà Lâm. Em rất vui được tham gia trong cái chương trình Bếp Chiến ngày hôm nay ạ. Hai em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em vợ chồng em cưới nhau được 8 năm rồi ạ. Wow, 8 năm. Một chặng đường rất dài luôn nha. Chắc là hiểu ý nhau nhiều lắm nè. À, được mấy cháu rồi? Dạ chưa ạ. Dạ chưa có ạ. Chưa có hả? Dạ hai đứa em là thanh niên lâu năm. Còn hot boy hot girl gì lắm luôn á. Dạ. Lúc cưới nào chắc mười mấy tuổi hả? Dạ lúc đó em 25 tuổi. Ủa gì nay em ba mấy rồi đó hả? Dạ em 32. Những cái lúc mà tranh cãi mâu thuẫn như thế thì ai sẽ là người nhường nhau? Dạ lúc mà tranh cãi chắc có lẽ là em là người nhường. Chắc có lẽ thôi hả? Có bữa là không có nhường. Cũng có bữa cãi lại nhưng mà đa phần là em cãi thua không mà. Cũng thử cãi. Ai vào bếp là chính? Dạ vợ em. Dạ. Còn em? Dạ em thì cũng thỉnh thoảng vặt rau này kia phụ bề ngoài gọi là bị sai vặt á. Em làm công việc gì? Dạ em làm nghề dẫn chương trình, cũng là làm MC nhưng mà không được như anh Điền Linh. Dạ em thì làm phòng trà rồi sự kiện tiệc cưới này kia thôi. Còn em gái làm công việc gì? Dạ em là bán về phân phối tinh dầu nước hoa Dubai. À quá hay luôn ha. Nhưng mà làm vợ chồng cũng đều làm những cái gì hướng về cái đẹp. À MC rồi làm nước hoa cũng là hướng về cái đẹp ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để tham gia trò chơi nhỏ nhỏ thôi ha, rồi mình nấu nướng ra. Dạ rồi em sẵn sàng. À đội thứ hai xin mời. Xin chào quý vị và mọi người, em tên là Hoàng Nhân ạ.
Em hiện 31. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Vương Kim Long. Năm nay em 32 tuổi. Vợ chồng em hiện tại là mở quán 2.000 đồng tại nhà. Cái này là vợ chồng em là tự mở tại nhà luôn. Rồi có ai phụ giúp về mặt kinh tế này kêu hay là hai vợ chồng tự làm luôn? Dạ nói chung là cái này là hai vợ chồng em tự lập về kinh tế, là tự nấu, tự dọn dẹp, tự phục vụ luôn. Rồi thí dụ có bạn bè hay là cô chú nào á, người ta thích thì người ta ủng hộ thêm. Bữa nào anh tới ủng hộ nha. Dạ. Nghe thấy cảm động quá. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có một chặng đường bao nhiêu năm bán cơm chay rồi? Dạ nói chung là trước giờ thì tụi em là đi bệnh viện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn á, nhưng mà em thấy là cái xung quanh cái chỗ ở của em á là có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, người ta không bệnh mà người ta nghèo, thì mình giúp cho người ta một bữa ăn. Thí dụ người ta tiết kiệm một bữa ăn được 20.000 thì có thể về nhà người ta sẽ mua được cái khác, nó đỡ hơn cái phần khó khăn trong cuộc sống. Quá tốt. Nhưng mà vấn đề còn lại tụi em lấy cái gì để bù vào những điều đó? Cái này gọi là ước mơ của em anh, thì mình cũng phải để dành gần 2-3 năm trời á, là tụi em muốn làm là bây giờ cứ việc làm đi. Rồi thí dụ cái hiện tại là mình không có nghèo, mình không có giàu thôi, như là vẫn đủ ăn đủ mặc, hằng ngày là vẫn đủ sống. Tại vì phía trước nhà em là mặt bằng buổi sáng á, em cho đó, rồi vậy đó. Rồi em làm buổi trưa, rồi bán bánh bao thêm, rồi bán bánh bía thêm, bán trước nhà vậy đó. Rồi kiếm mở thêm, đúng kiếm không? Thêm. Còn cái quán thì mình đã để dành rồi. Trời. Thì hết tiền thì tùy duyên thôi, thì mình dừng. Thấy thương quá ha. Thôi mọi người ủng hộ nha, quán của các bạn nha. Dạ. Số mấy quên rồi? Dạ 49-1 Trịnh Đình Trọng. Là quận mấy? Quận 11 anh. Tên quán là tên gì? Dạ quán chay Tùy Tâm. Tùy Tâm. Tức là ai ăn ủng hộ nhiêu ăn. Dạ đúng rồi. Bữa nào anh sẽ, nếu có duyên anh sẽ tới. Bữa nào hai chồng ảnh tới đây ủng hộ nha. Dạ em đã xin địa chỉ rồi anh. Rồi cảm ơn những cái tình cảm mà vợ chồng đã dành cho những vấn đề bất hạnh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến đây để tham gia một cái trò chơi nho nhỏ thôi, để xem hai vợ chồng anh nghĩ chắc cũng hiểu nhau nhiều lắm nha. Nhưng đôi anh xui. Bây giờ ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên, đó là hiểu ý vợ chồng. Câu hỏi đầu tiên như sau: cột mốc kỷ niệm nào của hai vợ chồng mà vợ nhớ nhất? A. Lần đầu hẹn hò. B. Là lần đầu chia tay. C. Là nụ hôn đầu tiên. D. Là lần đầu tới Z. Lần đầu tới Z luôn? Chắc không có. Lần đầu chưa tới Z hả? Dạ, chưa tới anh ơi. Rồi bây giờ theo em thì chồng em sẽ trả lời câu hỏi nào? Em á thì em nghĩ là chắc lần đầu hẹn hò. Em có nhớ lần nào lần đầu hẹn hò em làm gì, em nói gì với vợ em làm gì không? Lần đầu hẹn hò thì hai đứa rủ nhau đi trầm sen. Làm gì trong đó? Dạ coi gì thì... phim ma sợ ma sen không có phim, có màu có phim cảm giác mạnh phim ma 3D á, 3D lớp dạ rồi làm gì vậy? Ma không em ôm không này chứ dạ kể chuyện ma. Cố tình dẫn đi coi phim ma để ôm. Lúc đó là nó đầm sen mới vừa mở cái chương trình không gian ảo anh đăng giống như mình vô một cái phòng chiếu coi 3D á, thì lúc đó trùng hợp cái là nguyên một cái rạp mà chỉ có hai đứa thôi. Cái vợ em thì sợ giống như lúc mà con ma thì chỉ nó hù vô mặt mình đó, sợ thì lúc đó mình cũng tranh thủ mình hoàn và mình chứng tỏ bản lĩnh. Đúng rồi. Và em cũng sẽ chọn lần đầu hẹn hò. Rồi chúc mừng con gái. Em cũng là vậy luôn hả? Có coi phim ma không? Dạ không. Lúc đó là vợ chồng em là gặp nhau giữa buổi chiều mưa. Trời ơi, bữa đó là em không thể nào mà em quên. Thấy em đẹp trai quá, choáng ngợp. Rồi, chúng ta xem đáp án. Cái chia tay thì hình như là rất là ít. Mà giận nhau có một ngày, ngày là làm lành rồi. Tình ra cũng không có gì là ấn tượng. Rồi nụ hôn đầu tiên thì cũng có. Yêu nhau mà nụ hôn đầu tiên thì nó rất là ấn tượng rồi. Thì cái chuyện mà tới Z thì cũng ấn tượng nữa. Thì cái lần đó là cái lần kiểu như là hai đứa còn non và xanh thì cái gì cũng lạ lẫm. Thì đợt đó thì mình cũng trục trặc một chút xíu cho nên thì cũng là cái ấn tượng. Nhưng mà trong bốn cái đáp án đó thì vẫn là chọn đáp án là cái lần đầu tiên hẹn hò. Chúc mừng hai vợ chồng, bởi vì 8 năm, 9 năm mấy mà ha. Dạ. Cùng hiểu nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi số 2. Đâu là vấn đề của chồng mà vợ nghĩ chồng nên cải thiện? A. Là tăng cường sức khỏe sinh lý. B. Là bớt khóc khi cãi nhau. C. Là
bớt chơi game online, D là chăm tập thể dục. Trời ơi. Cái này ở đây là em muốn chọn hết hai đáp án luôn. Là đáp án nào, như nào? Chăm tập thể dục với tăng cường sức khỏe sinh lý. Mà thôi em chọn cái quyết định của em là đáp án C. C. Dạ. Là bớt chơi game online hả? Dạ. Ủa sao sao tích chất quốc vậy? Dạ. Nên sinh lý rồi. Cái đó là em muốn cái đó thôi. Dạ. Dạ. Sao cái chị vụ mà cái A đó là sao? A luôn. Thì thường thường là cảnh ví dụ như bên đó là cặp vợ chồng thì đủ rồi thì phải à, ý, 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 muốn ý là em bây nữa. Giờ ý là từ dạ, 7 ngày mà dạ. Thêm cái cho 8 cho 8 dạ, đúng dạ, không? Đúng rồi. Chỗ này là em phải nhờ bà con xem đài hay gì đó tư vấn em thêm cái thuốc nào lên đường ngày nói có 8 năm kỳ quá. Cái vấn đề mà sinh lý thì nó bình thường. Đến bây giờ thì nó bình thường. Còn cái câu B là bớt khóc nhè cãi nhau thì đàn ông tự khóc nhè nó yếu đuối như vậy. Chắc chắn là không có cái đó. Còn hai câu thôi, bớt chơi game với tập thể dục. Thì hai câu này thì câu nào vợ anh cũng thích hết á. Bụng thì cũng bự rồi, bắt tập thể dục miết rồi. Nhưng mà mình cũng chưa có đi tập. Nhưng mà có cái nữa thì vẫn còn vô chơi game. Câu C à, anh chọn câu C. Hay quá. Hay quá, như vậy là lần nữa hai vợ chồng vậy lại. Vậy là chị hiểu ý chồng. Ờ, hiểu, rất hiểu ý chồng luôn. Hồi đó là chồng em mới cưới là mê game lắm đó anh. Nhưng mà từ lúc em đòi đặt cái máy là nghỉ luôn. Trời ơi. Anh biết sao em ngủ em thấy hả, tự nhiên đèn còn sáng. Lúc mà 10 giờ là ngủ chung. Mà lột lát em mất tiểu vậy. Thấy là 2 giờ sáng ngồi chơi game. Em nói anh còn chơi nên em đập cái máy luôn. Là nghĩ tới đó giờ luôn. Nghĩ luôn, nói nhiều lắm. Máy rồi chờ đó. Em chọn D, chăm tập thể dục. Sao không chọn A, 10 năm rồi. Em thấy cái đó vẫn ổn. 10 năm vẫn chạy. Thôi anh ơi, đang sợ sanh đứa nữa. Anh còn kêu em cải thiện gì nữa. Sợ hết mồ luôn. Thôi chắc A đi, thôi đổi A cũng được. Thôi em chọn D nha. Đối với sức khỏe sinh lý thì em nghĩ là hai đứa đã hài lòng với nhau về cái đó rồi. Nên em sẽ không chọn. Rồi bớt khóc khi ở nhau thì em không có khóc cãi nhau. Nên em sẽ không chọn luôn. Còn đối với chơi game online thì lúc trước em có chơi. Chơi nhiều đó là khác. Nhưng mà thật sự từ lúc mà đã có đứa đầu tiên á là em đã bỏ hẳn. Đối với em thì em nghĩ là và em sẽ nghĩ là em sẽ chăm tập thể dục hơn. Nghĩ là em sẽ nên cải thiện chăm tập thể dục. Tại vì thật sự bây giờ thì cái bụng mày cũng bự rồi. Chăm tập thể dục. Không có đẻ đứa nào mà cái bụng cũng bự anh. Chúng ta tiếp tục câu số 3. Sáng thức dậy, việc vợ khó chịu nhất khi chồng làm là gì? A là hôn vợ khi chưa đánh răng. B vào nhà vệ sinh quá lâu. C là bắt vợ tập thể dục. D là đánh răng xong không đậy nắp. Chắc em nghĩ là hôn vợ khi chưa đánh răng. Hồi xưa cũng hay chưa đánh răng hôn em lắm á. Mà bây giờ cũng vậy. Mà thôi em thích vậy. Có nghĩa là ngủ dậy là hôn em trước đi làm gì làm. Trời sao giống mình luôn. Em nghĩ câu C á. Câu C. Thì mỗi lần nhắc đến là cãi nhau. Nên nếu mà sáng mà nói vợ thôi giờ đi tập thể dục với anh đi. Là rồi hai đứa có chuyện liền. Tại vì hôn vợ khi chưa đánh răng thì em là một người thật sự là sáng dậy là em đánh răng liền mà. Đánh răng xong em mới hôn. Hôn vợ thôi này. Có cái C là đúng nhất. Đúng là rồi. Vừa cũng gặp cái tình cảnh đó. Nên thấy cái câu hỏi này là em sẽ chọn đáp án C được. Còn em? Dạ, theo em nghĩ là câu C là bắt vợ tập thể dục. Chúng ta xem đáp án. Câu A thì không đúng. Tại vì vợ của mình thì cứ mỗi lần mà sáng ngủ dậy là phải bắt hôn một cái rồi chúc ngày mới vui vẻ. Cho nên thì không đánh răng thì không sao, vẫn thích hơn. Câu A thì không phải. Vào nhà vệ sinh quá lâu, có lẽ là câu này. Ví dụ mà vào nhà vệ sinh đó là không phải vào lâu, nhưng mà có cái là nên nhiều lúc mình quên xả nước á, là cứ bị chửi hoài à. Bị chửi hoài cứ anh đi vệ sinh mà anh không dội nước này kia. Có lẽ là nếu mà anh đã chọn thì chọn câu B. Câu B là câu cuối cùng. Ở đây,
À, mình là cặt cái ha. Dạ, mình sai cái không sao. Mình còn tiếp tục nữa. Khi giận lên, vợ sẽ giống con gì? A là con mèo, B là con vẹt, C là khủng long, D là con rắn. Trời ơi, sao giận lên giống con những gì vậy? Theo em là giống con gì? Trời, lúc mà em bình thường thì rất là hiền. Khi mà em nóng lên rồi á thì thôi, nói thật luôn á, nhìn giống như sư tử luôn á. Mà ở nhà thì ổng hay gọi em là trời ơi, nhìn em hiền vậy mà sao em nóng lên nhìn em giống máu chó. Có nghĩa là dữ dằn quá. Dạ, nhưng mà thật sự ra bình thường là rất là hiền. Dạ, thì thôi em chọn câu C đi. Cũng lắm. Cái con mèo là cái con mít ướt, mè nheo, nhõng nhẽo. Không có. Tính của vợ mình là không phải là con mèo này. Còn con vẹt là thường thường là con nói nhiều. Con càm ràm, đúng không? Con càm ràm, cái con lên là mới ngồi với Tụng á. Là Tụng á. Tụng thì bà này cũng có Tụng, nhưng mà Tụng cũng không có bao nhiêu. Cũng loại ra luôn rồi. A với B là không có nữa. Còn khủng long là dữ dằn. Nóng không? Nóng giận mà nhiều khi là khè ra lửa. Khè ra lửa rồi dạng như là bỏ luôn á. Tôi không cần anh nữa vậy đó. Còn D con rắn, con rắn là lớ quá, nó mổ đi. Chạy nọc luôn á, chứ không giỡn. Phải ở đây mà có con chó, giờ không có đâu. Mà đi con có con chó. Vợ chồng mà hay giỡn với nhau á, cứ tại vì mỗi lần mà gây lộn á thì hay chọc á là em nha. Em tính em ghê lắm, hỏi sao ghê. Mỗi lần mà em hiền thì em hiền như bộ nàng công chúa, mà cái lúc mà em điên là cái máu chó em mới lên. Là cắn. Chắc là cũng rắn quá. Chọn rắn. Ủa đâu có đâu, lúc chọn con kia mà. Anh nói câu cuối là chọn con rắn. Con rắn kìa. Nó rõ ràng nó có bằng chứng vật chứng đàng hoàng rồi kìa. Còn em? Không, em lúc nào cũng hiền dịu hết, không có bao giờ giận chồng hết trơn. Em nhai không à? Em nhai thì con mèo không giống rồi, cái mặt nó nhìn không giống em rồi đó. Con khủng long là nó xấu hơn em không chọn đâu. Còn rắn nó ác quá. Không, cái con vẹt thì mỏ nhọn không giống em. Em chọn con vẹt nó mỏ nhọn giống em. Xem các bạn. Nói chung bốn đáp án thì em thấy vợ em nếu mà giận lên sẽ giống con vẹt nhất, là lãi nhãi em biết luôn. Dạ. Điển hình như là có những lúc em đi chơi với bạn bè hay đi chơi về trễ, mình cũng đâu có nói trước được vậy hả? Đến 9 giờ em về đi, mà kéo sao đến 11 giờ luôn, 1 giờ khuya là bữa đêm đó là coi như khỏi ngủ. Bây giờ đang buồn ngủ, nằm xuống nhắm mắt là lại nhảy tiếp. Coi như suốt đêm luôn. Suốt nên đêm ra... không ngủ. Em sẽ chọn câu B là con vẹt. Mình cũng thua đây. Vậy là 39 năm mấy rồi mình mới 8 năm thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Còn chút xíu mới chưa hiểu nhau thôi. Dạ. Rồi, đó là những cái niềm vui thôi mà. Dạ, dạ. Một chút để mình trải nghiệm cái sự hiểu nhau không. Thế anh nghĩ rằng 8-9 năm đã hiểu nhau nhiều lắm rồi. Chỉ cần một hơi thở thôi, mình biết là người kia muốn gì rồi. Dạ, chính xác luôn anh. Ừ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần chơi thứ hai. Đó là phần nấu bếp. À, nấu bếp. Hôm nay em định nấu món gì? Dạ, hôm nay em định nấu món bánh canh bột gạo sắt. Ừ. Bánh sắt là mình để vô cây sắt. Sắt là ha. Em chọn món nấu cơm ngũ quả. Nấu cơm ngũ quả. Dạ. Nghe rất là lạ đúng không? Lạ nghe. Lạ giống đó. Giống như kiểu mà người ta cái cơm chiên Dương Châu á. À. Thì cơm chiên Dương Châu thì tốn nhiều dầu mỡ, còn em thì nấu cơm nhưng em không có cái sử dụng dầu mỡ. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian là 30 phút để làm món ăn đó. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nguyên liệu. Các bạn sẽ có thời gian 30 phút để thực hiện món ăn mà mình nấu. Có một đầu bếp chuyên nghiệp mà chúng ta đã từng xem truyền hình, đó là Cẩm Thiên Long. Cẩm Thiên Long sẽ cùng đồng hành với chúng ta. Cảm ơn bạn đã luôn luôn đồng hành với những cặp vợ chồng để đem đến nhiều cái kinh nghiệm hơn nữa, để cho người đàn ông chúng ta sẽ trở thành những đầu bếp giỏi nấu ăn cho chỉ cho vợ thôi. Bây giờ thì thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu.
Anh lột tôm mà anh rung dữ vậy anh? Tôm rung với anh thôi. Trời ơi, tôm chết nhát khi tôm rung. Lột sạch sạch nha, em ăn mà dính giỏi mà ăn quá được. Cái nhà chắc em ăn hiếp chồng em dữ lắm đúng không? Hả? Không, em hiền lắm anh ơi, rồi, em hiền. Thôi nào chồng em có bóc phốt lại em hay là chồng em có la mắng rồi em? Thì chồng em nói là nói chuyện với chồng thì phải mở mắt lên. Tại mắt em hí dữ lắm. Trời ơi, bao lâu rồi anh mới làm cho em ăn? Thì chắc là sau cái chương trình này thì anh sẽ thành người đàn ông đảm đang luôn. Hy vọng là vậy. 8 năm rồi em thấy toàn em nấu không? Là trước đây là có nấu nhiều, cũng có thỉnh thoảng vô lên bếp anh. Dạ cũng có thỉnh thoảng anh, thỉnh thoảng cũng làm đôi ba món. Dạ thỉnh thoảng tầm như 3 năm làm món anh. Dạ, dạ. Làm tốt nhất rồi cái món đó mà, coi như là trứng chiên. Trứng chiên? Ừ, trứng chiên. Trứng chiên hắc dĩa. Ừ. Anh sao em thấy con tôm anh sắc cái đầu bỏ gần phân nửa luôn rồi đó. Trời ơi. Con tôm anh sắc bỏ gần phân nửa luôn. Anh sợ em ăn mắt xương. Đúng rồi, bỏ cái đầu ra đúng rồi. Giỏi, làm giỏi. Làm giỏi tối về vợ thưởng. Cái gì ghê vậy? Ai là không có chọn câu A nha. Đi Mỹ đó, ta lấy chỉ ra là biết rồi. Cắt lấy con chi dựa ra nữa. Trời ơi. Em thấy chưa? Vậy là mấy mốt anh về nấu cho em ăn được luôn á nhân. Em cứ coi thường anh hoài. Bảo đảm cái món này vợ sẽ thích thôi. Ừ. Món ngũ sắc mà đọc là ngũ quả đó anh. Ngũ quả. Là anh biết đầu bếp này chuẩn thế nào rồi. Dạ. Cứ 3 năm làm món. Không, vậy lâu lâu bữa nào nấu thử cơm ngũ quả cũng hay đó. Em trộn vừa nấu rồi. Mà nó cầu. Vừa xiêm ha. Dạ. Đó. Xoài lên trộn vô cho ăn thử cũng lạ lắm á. Dạ. Chắc em phải tham gia chương trình này liên tục luôn cho nó quen chứ nhiều lúc mới là tham gia chương trình lần đầu cái nó bị lộn lưỡi. Trời ơi kệ đi anh ơi, em ăn cái chỉ tôm ăn cũng đâu có sao đâu, khỏi bỏ. Trời ơi, ăn phải lấy chỉ tôm thôi cho em. Sao em ăn luôn à? Ăn nó đôi khi nó bị rối loạn tiêu hóa đó. Sao sẵn không dịch này anh cho em ăn bị rối loạn tiêu hóa. Trời ơi. Rồi cái nấm rơm này bự với mắt cỏ quá nhờ. Trẻ nhỏ nha. Rồi trẻ ừ đúng rồi, trẻ gan là nó mất hết thôi. Có bao giờ mà hai chồng tranh cãi mà em giữ như là gọi là gì đó phù thủy không? Chưa bao giờ à? Hả? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Dạ. Chỉ có là máu chó thôi anh. Là anh Linh đang hỏi là em hỏi với chồng em á. Dạ, là nóng giận lên có dữ không đúng không? Ừ, có dữ không? Dạ. Và nóng giận lên là im lặng ha, rồi xách xe đi ra ngoài thôi. Mà em cực kỳ em ghét. Em mẹ em nóng lên là giận cỡ nào phải ngồi đó nghe em nói. Chồng dạ. Em có ghen không? Dạ không. À dạ. Dạ. Người đẹp gì không ghen hả? Dạ không, em cũng hay đi tất cả các chương trình này nọ các kiểu nhưng mà đi ra ngoài nhiều nhưng mà ngược lại là ông chồng không ghen. Bởi vì đó là công việc của em. Nhưng mà lúc em thi Hoa hậu gì đó? Dạ, Hoa hậu doanh nhân đại sứ toàn cầu. Em thi vào tháng 10 năm ngoái. À. Dạ, và em đạt giải cao nhất. À, cao nhất là dạ. Lúc đậu xong Hoa hậu thì chồng em thế nào với em? Rồi, về cứ nói chung là cũng cũng sợ mất nhưng mà cũng vui. Rồi đi đâu cũng ưng đi theo. Dạ, chứ mọi khi lúc mà em chưa thi Hoa hậu thì thôi bạn muốn đi đâu mà đi. Dạ, còn sau này thi Hoa hậu được rồi, đậu rồi, thôi đi theo. Dạ đi theo. Đấy, luôn biết sợ rồi đó. Dạ em bắt đầu theo sợ. Ok dạ. Chứ anh. Ừ. Rồi có bao giờ mà em thấy có muốn người đàn ông nào lãng vãng xung quanh vợ em chưa? Dạ đầy anh. Lúc em làm gì? Đứng cười không? Đứng cười không ạ? Dạ. Chồng em có tật xấu gì không em? Trời ơi, tật xấu thì một người anh ơi. Ừ, dạ. Dạ. Thường là lúc mà lúc trước yêu thì ông ấy nhưng mà cưới về rồi thì thôi. Bao nhiêu cái gì mà xấu là hiện diện ra hết luôn. Ví dụ như một vài cái xấu nhất em kể thử coi. Bây giờ thôi sẵn ở chương trình là bóc phốt luôn nha anh. Là sự thật nha. Đó. À, chồng em ví dụ như chơi game thì hầu như là đàn ông thì ai cũng chơi rồi. Dạ, mà hầu như khi chơi game là quên giờ giấc luôn. Đó. Thì khi chơi game tới 2-3 giờ sáng. Mà có nghĩa là vợ ngủ phần vợ kệ còn học cứ ngồi chơi. Rồi một thời gian đó ha, còn bình thường là hút thuốc ha, lúc trước hút thuốc là một ngày hút 2 gói rồi. Đấy, cái em lúc trước là em giận quá là em nhiều khi em cũng muốn chia tay luôn.
tại vì nói hoài không có chịu bỏ cái tập đó. À, rồi sau này cứ sợ mất vợ nên thôi bỏ thuốc, với lại đi làm MC các cái chương trình rồi này kia đó, rồi thôi là ông nghỉ việc là đi làm thôi bỏ thuốc. Rồi có cái đặc biệt nữa là ông lại đang nấu mà em nói không kỳ. Ví dụ bình thường đi tật xấu nhất là đi vệ sinh mà coi như là vừa đi thì vừa chơi game, mà mê chơi game quá thì đứng lên cái là coi như là quên dội luôn. Dạ là vậy, là rất là nhiều lần. Dạ quên làm gì hết luôn á. Dạ quên làm gì hết luôn đó. Đó rồi mê đến mức độ đó luôn á, quá dữ luôn. Vậy dạ em nói em nhiều tật xấu quá, là em thấy vợ em có tật xấu nào không vậy? Dạ vợ em cái gì cũng tốt hết anh, không có gì xấu hết đó, nhưng mà chỉ có một cái là ham mua đồ online. Trời ơi em nói cả ngày coi live stream, chốt đơn còn hơn cái những cái người nào mà người ta nổi tiếng chốt đơn trên mạng. Anh mua đồ mà hầu như là ngày nào em cũng phải ra nhận đồ hết. Sao đồ đẹp mà em nhận đồ trước mà em cáu luôn mà. Cái phần này mình làm gì anh? Là nước sốt. Dạ. Làm cái nước sốt này để khi mà cơm chín á, mình chèn cái lên. Mình chèn vô cái mình trộn lại. À. Em thấy em chồng em có những cái tật xấu gì hôm nay có thể kể cho chồng em cho anh nghe thử coi. Em á hả, không phải nói thiệt chứ anh Linh, không phải là em khoe chồng em nha. Có nghĩa là cưới là 9 năm rưỡi, quen là 4 năm á là thật sự là ông xã em là con một, nhưng mà phải công nhận là cực kỳ giỏi luôn á, có nghĩa là không có tật xấu á, nó thật sự là vậy luôn á. Thành ra em cũng biết chê gì hết trơn, chỉ có cái ít nói quá, ít nói thôi. Dạ nghĩa là có hiếu với ba mẹ, có hiếu với bên em, rồi thương vợ thương con coi như ló trơn. Dạ với lại em biết ơn ông xã em là gì em biết không? Có nghĩa là cái thiện nguyện đó là do em muốn, nhưng mà chồng em từ bỏ hết để theo em luôn. Có nghĩa là phụ em hết, có nghĩa là ví dụ em nấu ăn là chồng em phụ rửa chén, phụ lau nhà, phụ quét nhà, phục vụ cho mấy cái cô chú đến ăn luôn, là không bao giờ than vãn hết trơn. Đi bệnh viện mưa gió gì cũng đi hết. Dạ đó là thành ra là rất là biết ơn luôn. Dạ. Đâu có vợ mình có mình ha, vợ mình làm gì không biết ha, cũng dạ. Có đi theo làm là được rồi. Dạ giờ cho mẹ. Nhưng mà biết ơn nữa là hôm nay nấu gán cho anh ngon ngon nha. Chung là hơi ít nói nè anh, cũng như là không có hơi nhất vậy đó. Nói mà dạ. Muốn làm là được rồi. Dạ làm thì nhiều. Mình để ý là gia đình nào cũng vậy ha, hai người lúc nào cũng phải là đối nghịch, người thì linh hoạt còn người thì họ rất là trầm tính. Nhưng mà anh chịu chơi lắm, có nghĩa là anh thích cái gì là anh theo hết. Như bây giờ anh vô anh nhảy anh cũng nhảy theo. Có nghĩa là anh ít nói vậy thôi, nhưng mà anh muốn cái gì là anh chịu hết. Dạ thương vợ thế đó, cỡ nào cũng chơi chứ. Cứ vợ làm được là mình làm được, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hoặc là vợ không làm kêu mình làm. Dạ. Làm mình chơi luôn. Chơi luôn. Nhưng mà nói với em thì nói nhiều. Nhưng mà nói chuyện với em thì nói nhiều lắm. Quên bài rồi. Bên đây sao đây? Dạ. Bây giờ là trong thời gian nấu cơm á, cái em làm cái nước sốt. Ừ. Dạ. Em cũng đang hóng thử ra. Nước sốt làm với tương cái gì nữa? Dạ với dầu hào anh. Ừ. Em thấy cháy tỏi hành là vô thơm. Dạ. Thì sao làm? Cháy cho nó vàng lên là cái bún anh. Rồi có cho gì vào nữa không? Dạ dầu hào này mình cũng vô rồi cho đường. Dạ. Yeah. Không, em đừng bỏ hạt nêm nữa. Bởi dầu hào nó đã là hạt nêm rồi đó. Dạ. Yeah. Nó đậm đà đó, đừng bỏ hạt nêm nữa. Chúng ta bỏ ít đường vào đi. Có luôn. Yeah. Ừ. Ít đường vào. Dạ có đường nữa. Ừ. Quan trọng là cho đường để chúng ta nêm nếm cho nó cân bằng cái vị đó đó. Dạ. Yeah. Được rồi đó. Để coi khác. Tí nữa. Nấu thì nấu vậy mà không quan trọng ngon hay không anh. Dạ còn kết quả đúng thôi. Rồi còn kết quả dạ, nữa quả nữa. Dạ. Nhìn hấp dẫn nó không biết sao. Bếp chính à. Mình ăn nước Tùy Long. Mình ăn nước trước đi hả? Ăn nước trước là Tùy Long à. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử món nước nha. Hình như là thiếu chất tầm đà chút xíu. Đấy. Ừ. À, cái này mà nước mắm dầm ớt á.
Càng miếng thì nó đậm đà hơn. Ớt hiểm mình xắt nhỏ 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 ha. Cái nhỏ ra đó. Rồi giờ để em ăn thử chồng em nấu rồi. Hoặc là bẻ ớt hiểm ra để đầy luôn cái chén ha. Cái xịt cái mắm dĩa vô trầu trang miếng vô tôi ăn. Không, cái này ăn lên. Hả? Nó còn thiếu đủ thứ. Thiếu đủ thứ. Ông này anh tại anh khen vậy cho cổ vũ chồng em chứ em thấy nó thiệt anh đừng buồn. Thiếu đủ thứ. À cái món đó là gọi là gì? Bánh canh đúng không? Không, cứ nói sự thật đi chị. Ăn thì giống như là mình ăn đồ chay vậy đó. Chay là thường mình nghe nó nhạc á. Trời ơi, vậy là chồng em á biết sao không? Biết vợ nấu chay thành ra nấu theo cái mùi chay. Trời ơi, thương quá trời thương luôn. Em ba, em nấu em cũng quảng cáo quán chay của em. Thật ra thì đối với lại cái món nước á, cái quan trọng nhất vẫn là cái nước dùng. Nhưng mà ở đây rõ ràng là cơ bản là mình không có thời gian. Dạ. Nếu mà để nấu nước dùng hầm xương á, thì mà cần ít nhất là cũng phải 45 phút đối với lại cái thịt heo này. Dạ. À, nấu cái nước lèo đó ra xong coi như là hết giờ của mình luôn rồi. Hết giờ đúng rồi. Cho nên là nếu mà lần sau mà mình có làm á, thì cái phần vỏ tôm á, anh nên giữ lại và mình tao vô trong đó luôn. Tại vì trong cái đầu của con tôm nó lúc nó chứa gặp rất là nhiều mà cái đó lại tạo nên cho cái lớp váng ở trên vừa đẹp lại vừa thơm cái mùi đó rồi. Nó có tanh không anh? Nó có tanh không? Mình tao trên nó cho nó vàng hết luôn thì nó sẽ không bị tanh. Nhưng mà anh em ăn cái trong cái tô bánh canh này em nói hỏi học hỏi kinh nghiệm anh đừng buồn. Cái nấm rơm ăn xong nghe mùi nó. Đây nấm rơm thì mình sẽ phải xử lý trước. Xử lý anh xử lý sao anh? Thường thì là mình có thể là lấy cái nước vô gạo á, nước bột, nước bột mình ngâm vô trong nó trước. Đó. Em kêu anh bỏ nhiều nấm rơm bây giờ em chưa. Thì cái này gài em nói anh bỏ nấm rơm nhiều vô rất cuộc giờ kia. Em ăn cái này là em nhớ tới cái món cơm thố mà của Mã Lai Singapore á, là cũng nấu như vậy nhưng mà có cái là họ bỏ thêm gà họ ướp gia vị ở ngoài xong rồi họ chiên lên xong rồi họ bỏ vào họ nấu thì trong một cái món ăn á mà để ví dụ như là mà không có thời gian mà mình chỉ mới nấu một món này thôi thì cơ bản của một cái món ăn nó phải cần có là tinh bột đến từ gạo rồi các chất xơ thì là đây rau củ quả của mình đầy đủ rất là nhiều màu sắc nó mang tới nhiều cái vitamin và khoáng chất rồi nhưng mà cái là nếu mà mình sử dụng thịt á mình chọn thịt tươi rồi thì nó đầy đủ hơn tại cái đạm của nó sẽ tốt hơn là cái đạm của cái xúc xích nếu mà mình làm tại gia đình của mình có thể thay thiên bằng thịt heo cũng được hoặc là thịt gà cũng được nhưng mà cái trộn này lên thì hương vị rất là ngon cơm như này thì vừa nhưng mà hồi nãy lúc mà ăn một lần đầu tiên á thì nó còn hơi lạc dậy được cái mùi thơm quan trọng là để cảm nhận được cái độ ngọt từ các loại rau củ thôi nhưng mà chan thêm chút xíu nước tương nhẹ nữa thì nó đậm đà còn nếu mà như Long có chia sẻ là nếu mà mình sử dụng thịt gà hay là gì mình ướp trước rồi xong rồi để nguyên cục gà sống luôn nấu luôn á thì lúc đó là cái gia vị từ trong cái đó nó ra và dậy mùi thơm lên rồi lúc đó mình khỏi cần chan thêm. Em đánh giá là cái phần cơm này sẽ dĩnh hơn. Vợ chồng em cũng đồng ý luôn á. Nhìn là thấy bên kia ngon hơn, ăn vô hết càng ngon hơn. Thôi như vậy là chiến thắng hôm nay thuộc về hai bạn ha. Nhưng mà nói đừng có lo lắng gì cả. Hay các anh bây giờ đôi khi nấu cũng dở lắm. Vấn đề chỗ là vợ mình thích và mình hạnh phúc là được rồi. Gia đình vui được rồi. Mình đâu phải là đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Nấu một lần không ngon, lần sau mình rút kinh nghiệm mình sẽ nấu ngon hơn. Không ai mà giỏi ngay từ đầu được hết á. Đúng rồi. Còn nếu mà mình nghĩ là thôi anh nấu dở đừng nấu, để em nấu thì riết thì thành ra chồng đúng em không rồi. Biết nấu. Yeah. Chiều quá làm biến. Dạ yeah, đúng rồi. Chứ thành... hư luôn. Yeah. Không nấu luôn á. Cho nên thấy trong mắt em thì chồng em như thế nào? Hồi đó giờ là lúc nào là anh là cũng trong mắt em anh là số 1 á. Còn bây giờ là anh thêm nấu ăn nữa nên em cho anh số 0 là thành số 10. Có duyên á. Em hôm nay em muốn nói điều gì yêu thương nhất muốn gửi trên vợ của mình. Thật sự thì em cũng rất là cảm ơn vợ em. Thì thật sự thì hai đứa cũng có những cái khuyết điểm, ưu điểm riêng. Thì em cái khuyết điểm của em là không biết nấu ăn. Thì hôm nay cũng nhờ qua chương trình rồi vợ em cũng giúp cho em nấu được một bữa ăn. Đó là em cũng có thêm một cái ưu điểm á. Biết đâu ngày nào đó em trở thành đầu bếp chuyên nghiệp của gia đình. Dạ. Đầu bếp chuyên nghiệp là phụ nấu đi em rửa chén cho. Dễ thương mà. Nó tuyệt vời. Anh nghĩ rằng đây là cặp vợ chồng sống cũng gần 10 năm rồi nhưng họ là những một cặp vợ chồng son. Dạ, lúc nào rất là dễ thương, lúc nào yêu thương nhau, lúc nào cũng gọi là giống như còn trẻ trâu vậy đó. Dễ thương lắm á. Dạ, mà trong tình yêu cần cái sự điều đó nha, một chút trẻ trâu
một chút ngu ngu ngơ ngơ khờ khờ như thế, giống như là con nai vàng ngơ ngác đạp tan nát lá đường già đó. Cũng phải cần ngơ ngác chút xíu chứ. Nhưng mà cái gì cũng tỏ ra biết hết thì nó cũng đâu còn gì là bí mật của tình yêu nữa. Hãy giữ cho nhau những cái ngơ ngác đó, luôn luôn trân trọng nhau. Hôm nay thì em thấy chồng em thế nào? Dạ, thật sự thì em rất là hạnh phúc, rất là vui. Thì bình thường thì chồng em không có nấu ăn đâu, không hề biết. Cũng giống như nó là 8 năm rồi mà như 3 năm anh mới vô bếp một lần đó. Là một món mà đặc biệt nhất mà ở nhà anh hay nấu là món trứng chiên thôi. Dạ, mà em cũng bất ngờ là hôm nay là chồng em nấu được cái món ăn này là ngon. Tối về thưởng nha. Em nói tối nó về em thưởng. Mặc dù đã 8 năm rồi nhưng mà em lúc nào cũng cố gắng em làm sao cho cái tình yêu mình cũng mới. Với cái chương trình này em nấu được cái món ăn này là em nghĩ về vợ em rất là nhiều. Em cũng mong muốn là mình cũng biết thêm một chút đỉnh, để nhiều khi vợ mình có bận rộn gì trong công việc đó, mình cũng là một người giúp đỡ được. Anh em muốn nói với vợ em là anh rất là yêu em. Cuộc sống này thì anh không thể nào thiếu em được. Mỗi ngày trôi qua rất là nhanh. Chúng ta cần nếm nếm vào gia vị tình yêu những cái món ăn thế này. Cần nếm nếm những cái món ăn không phải là ngon lắm, nhưng cũng có thể là nó dở lắm. Để nó cũng làm nên vui thôi. Đôi khi mình nấu ngon chưa chắc vợ ấy, nhưng mà nó dở vợ nó trôi quá, thấy ghê quá. Nhưng nó rất là vui. Đó, tạo niềm vui bằng những cái gia vị trong cuộc sống thế này. Anh nghĩ rằng bữa cơm gia đình nó sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Và cái tình yêu thương nó tràn ngập. Và chắc chắn rằng tình nghĩa vợ chồng nó đậm đà hơn, đậm đà hơn tất cả những món ăn trên thế giới này. Chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn Long nha. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn quan tâm theo dõi chương trình Bếp Chiến.